Bà con chú ý, 5 loại táo Trung Quốc đầu độc cả Việt Nam, cứ ăn vào là ung thư, suy thận, thọ non lúc nào không hay. Quý vị khán thính giả thân mến, trái cây là thứ không thể thiếu trong tủ lạnh của mỗi gia đình, nhưng không phải loại trái cây nào cũng hoàn toàn vô hại. Trên thực tế, có rất nhiều loại trái cây độc, chứa nhiều hóa chất, nếu ăn nhiều sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, gây ra nhiều bệnh nan y, thậm chí là ung thư. Một trong những loại trái cây độc điển hình đó là táo của Trung Quốc. Việt Nam nhập khẩu không chỉ một mà đến rất nhiều loại trái cây. Cá biệt hiện nay có tới 5 loại táo Trung Quốc, đầu độc cả Việt Nam, ăn vào là ung thư, có ngày chết đột tử. Để biết được đó là 5 loại táo nào thì xin mời quý cô bác hãy cùng ăn sạch sống khỏe đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Bà con chú ý, 5 loại táo Trung Quốc đầu độc cả Việt Nam, cứ ăn vào là ung thư, suy thận thọ non lúc nào không hay. Táo kẹo, táo mini, táo tàu, táo đường và táo cherry là tên 5 loại táo Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam thời điểm hiện tại. Nếu người tiêu dùng không biết cách phân biệt, rất có thể sẽ chọn mua nhầm những loại táo Trung Quốc dù không muốn. Theo một cán bộ Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do là nước láng giềng của Trung Quốc nên thông thường cô bác có loại quả gì thì chúng tôi nhập khẩu loại quả đó. Trong đó có những loại trái cây được nhập khẩu quanh năm, số lượng khá lớn như nho, cam, lê, táo. Dưới đây là những loại táo Trung Quốc đang đầu độc cả Việt Nam mà bà con vẫn đang dùng hàng ngày. 1. Táo đỏ Trần Hoa Hồng. Táo Hồng Trần là loại táo Trung Quốc không còn xa lạ với người tiêu dùng, đó là táo Trần, tên gọi được tiểu thương các chợ đầu mối quen gọi. Ở các chợ địa phương, những người bán hàng gọi nó là táo đường. Có thể nói loại táo này đã quá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Đặc điểm của loại táo này là vỏ bóng đẹp, màu đỏ hồng, quả to đều, vị ngọt thanh, rất thơm. Táo được nhập quanh năm, luôn có sẵn tại các vựa trái cây. Tuy nhiên hiện đang là thời điểm thu hoạch chính vụ nên lượng táo Trần nhiều hơn. Tại chợ đầu mối, một thùng 12kg táo Trần có giá dao động khoảng 100.000 đồng, khoảng hơn 8.000 đồng trên 1kg. Táo Trần VIP có giá 160.000 đồng một thùng 12kg, khoảng 13.000 đồng trên 1kg. Về chợ quê, táo Trần có giá 40.000 đồng trên 1kg loại đẹp, quả to. Loại táo nhỏ hơn có giá 30.000 đồng trên 1kg, kèm táo. 2. Táo đá. Một loại táo Trung Quốc khác cần nhắc đến là táo đá. Thời gian gần đây cũng được nhập khẩu nhiều vào Việt Nam. Cách đây hơn chục năm, táo đá tồn tại cái tên táo đá Hà Giang để đánh lừa người tiêu dùng. Bởi táo đá Trung Quốc hình thức xấu xí, quả to, chỗ nhỏ, quả sâu, quả vẹo. Khi thu hoạch táo thường có màu sắc không đồng đều, một nửa có màu đỏ, nửa còn lại vẫn còn xanh, rất giống táo thu hoạch ở các vùng miền núi Việt Nam. Táo đá Trung Quốc được gắn mác táo đá Hà Giang, tuy nhiên táo đá được nhiều tiêu dùng đánh giá cao bởi ngoài cái mác trái cây sạch, loại táo này luôn giòn và ngọt, giá siêu rẻ khi đầu vụ chỉ 35.000 đồng 1kg, giữa vụ chỉ 35.000 đồng 1kg, vào mùa chỉ 25.000 đồng 1kg. Năm ngoái vào thời điểm này, cơ quan chức năng đã bóc mẽ táo đá không phải táo Hà Giang mà là táo Trung Quốc. 3. Táo tàu. Có hình dáng hoàn toàn khác với những quả táo ở trên. Bề ngoài của táo tàu khá giống với loại táo chua da xanh nhỏ của Việt Nam. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ da có màu xen kẽ như bị sẫm màu, giống như quả táo thối. Táo tàu được quảng cáo là loại dược liệu tốt, ăn giòn, hơi ngọt và mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây. Táo tàu cũng là vị thuốc có dược tính riêng. Chính vì như vậy, nếu sử dụng bừa bãi, không chú ý thể trạng tính chất của thể chất thì không chỉ không phát huy được công hiệu nâng cấp sức khỏe mà còn gây tác dụng ngược. Đặc biệt những người sau đây không nên dùng. Người đàm thấp. Triệu chứng của các người đó là bựa lưỡi dày, miệng nhầy, chứng lười ăn, thường xúc cảm dạ dày tăng lên. Căng lên, người mắc bệnh nặng còn thấy chóng mặt và đau đầu, buồn nôn mửa, mặt phủ thủng. Vì táo có tính nhầy làm tăng trường ẩm, khiến cho những triệu chứng giận dữ kể bên trên càng nghiêm trọng hơn. Người có loại thể trạng này nên ăn các thức ăn kiện tỳ lợi thấp như bo bo, đậu đỏ, củ từ, mướp. Người thượng hỏa. Mỗi người này cơ thể hơi nóng, thường bị táo bón, miệng hôi, bị sưng trong cổ họng, răng lợi. Còn táo có vị ngọt, tính ôn, nếu dùng nhiều tương tự như thêm dầu vào lửa. Người mới bị cảm mạo. Những người chưa quen cảm mạo thường là vì thể chất bị nhiễm tà khí của gió lạnh hoặc nóng. Giờ đây mà ăn nhiều táo cũng đồng nghĩa với việc làm tăng trưởng đặc điểm dính và nhầy của cơ thể, làm tà khí càng dễ động lại, gây ăn hại cho khôi phục tình trạng sức khỏe. Người tiểu đường. Táo có rất nhiều đường, ăn nhiều làm tăng trưởng đường trong máu, bệnh sẽ nặng nề thêm. Chính vì như vậy, những người có lượng đường trong máu cao không nên ăn nhiều táo.
Những lưu ý quan trọng khi dùng táo đỏ khô. Nếu đang dùng thuốc chống động kinh thì cần tránh ăn táo đỏ. Người bị tiểu đường nên giảm bớt sử dụng vì thậm chí làm ảnh hưởng lượng đường trong máu. Không nên để táo tươi lưu trữ trong tủ lạnh, để quá lâu do vậy sẽ làm giảm đủ chất, tối ưu chỉ lạm dụng trong 3 đến 4 ngày để dùng dài lâu nên phơi khô. Không ăn quá nhiều táo đỏ một ngày bởi sẽ dẫn đến chứng đầy hơi, chứng khí. Để bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng một ngày chỉ nên ăn 5 đến 6 quả nhỏ hoặc 2 đến 3 quả to. Do táo đỏ chứa hàm lượng đường và các chất rất cao, ăn nhiều cơ thể không hấp thụ được hết sẽ lãng phí. Hơn nữa lạm dụng táo đỏ sẽ gây hại sức khỏe của cô bác. Cách xử lý nếu vô tình nuốt phải hạt táo. Hạt táo tàu có hai đầu nhọn mà thậm chí làm tổn thương ống dẫn hệ tiêu hóa khi di chuyển trong đó, bao gồm làm chảy xước, chảy máu, thủng, bận rộn kẹt lại, gây viêm và lây nhiễm, áp xe. Tuy nhiên, nhất định không được móc họng cho ói ra, vì lúc cố gắng ói ra, hạt mà thậm chí làm chảy xước, rách dưới chảy máu thực quản và hầu họng mà sẽ nội soi dạ dày sớm để gặp ra. Cho nên nếu lỡ vừa nuốt phải loại hạt trên cần theo dõi tình hình sức khỏe. Nếu xuất hiện tình trạng đau bụng, đi cầu phân đen, dính tanh hay đi cầu phần lẫn máu đỏ thì vào viện để được kiểm tra, xét nghiệm và tìm cách xử lý phù hợp. 4. Táo hồng nhỏ. Hiện nay, có một loại táo Trung Quốc đang được tung ra thị trường là táo hồng mini. Đặc điểm của loại táo này là có màu hơi phớt hồng, quả nhỏ như quả mận. Nhìn thoáng qua, nó trông khá giống táo Rocket của New Zealand. Khi ăn táo hồng mini, cô bác sẽ thấy hương vị khá giống với táo trần, tức là chúng cũng có vị ngọt và thơm. Một cân táo mang lại khoảng 20-22 quả táo, giá bán trên thị trường dao động 35.000-40.000 đồng 1 kg. Táo hồng mini hiện được bán với số lượng lớn trên thị trường. Tại các chợ đầu mối, giá táo hồng mini chỉ 15.000-20.000 đồng 1 kg, tùy loại. Đáng chú ý, những người bán sỉ cho biết táo hồng mini đang chính vụ nên hàng tràn ngập thị trường không kể số lượng. Đây cũng là năm thứ hai loại táo này có mặt tại thị trường Việt Nam, khiến nhiều bà nội trợ tò mò mua về ăn thử. 5. Táo anh đào. Đây là một thương hiệu táo mới của Trung Quốc, mới xuất hiện trên thị trường. Các tiểu thương ở chợ đầu mối gọi là táo cherry vì quả nhỏ giống mận tam hoa. Đặc biệt, da của chúng có màu đỏ vàng, khá giống với cherry vàng Mỹ. Táo cherry to bằng quả mận, chua ngọt. Theo lời giới thiệu của thương lái, loại táo này là giống mận lai, ăn hơi chua chứ không ngọt như táo trần Trung Quốc, táo đá hay táo hồng mini, nhưng hình dáng là rất sáng bóng. Giá sỉ táo cherry là 35.000 đồng 1 kg. Hiện tại các kiosk bán lẻ hay trên mạng, táo cherry đang là sản phẩm được săn đón nhiều do người tiêu dùng rất tò mò và muốn mua ăn thử. Giá bán của chúng vì thế dao động trong khoảng 55.000 đến 70.000 đồng 1 kg. Phần 2. Bị sốt xuất huyết nên làm gì? Bệnh sốt xuất huyết luôn là nỗi ám ảnh của người dân mới đợt mùa mưa, ẩm thấp đến. Từ trước đến nay, chúng ta luôn nghĩ bị sốt xuất huyết thì ngay lập tức đi đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, không phải tất cả người bệnh sốt xuất huyết đều phải nhập viện. Tùy theo bệnh cảnh lâm sàng, các bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân nhập viện hoặc chăm sóc và theo dõi tại nhà. Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân có thể được theo dõi và điều trị ngoại trú tại nhà bằng cách nghỉ ngơi, chườm mát, uống thuốc hạ sốt và bù dịch điện giải bằng nước lọc, nước quả hay dung dịch điện giải. Nâng cao sức đề kháng bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Trong nội dung này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cô bác những việc cần làm khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết nhé. 1. Theo dõi thân nhiệt. Trong 3 ngày đầu, người bệnh sốt xuất huyết có phản ứng sốt cao như những loại sốt virus thông thường khác và thường chưa có biến chứng. Nhiệt độ tăng lên đòi hỏi người nhà bệnh nhân phải tìm mọi cách cho cơ thể người bệnh tỏa nhiệt như chườm mát ở vị trí nách, bẹn, lau toàn bộ cơ thể bằng nước ấm giúp nhiệt độ tỏa ra nhanh hơn. Sốt là phản ứng tốt của cơ thể để chống lại virus. Tuy nhiên, nhiều người bệnh làm mọi cách để nhiệt độ hạ xuống bình thường nên lạm dụng paracetamol liều cao, dẫn đến ngộ độc gan, đồng thời giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Hãy theo dõi sát nhiệt độ của người bệnh. Nếu nhiệt độ luôn duy trì ở mức cao 39 đến 40 độ C không hạ, ngày thứ tư đến ngày thứ bảy, bệnh nhân mệt lả, vã mồ hôi, tay chân lạnh, nôn, khó thở, đau bụng, chảy máu cam, cần đưa bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế để điều trị, ngăn ngừa biến chứng sốt xuất huyết. 2. Nghỉ ngơi, thư giãn. Người bệnh sốt xuất huyết thường sẽ sốt cao, mệt mỏi, đau mỏi người. Do đó, chế độ nghỉ ngơi đầy đủ vô cùng quan trọng để bệnh nhân mau phục hồi sức khỏe, nhanh khỏi bệnh. Hãy cố gắng nghỉ ngơi và ngủ càng nhiều càng tốt. Giấc ngủ là cách để cơ thể tự phục hồi và tái tạo năng lượng. Khi ngủ, tuyến yên tiết ra các hormone tăng trưởng giúp cho cơ thể phát triển và tự phục hồi tổn thương. 3. Dùng thuốc hạ sốt. Bệnh nhân sốt xuất huyết được chỉ định sử dụng thuốc hạ sốt paracetamol.
Tuy nhiên, thuốc có khả năng gây độc trên gan, thận, đặc biệt là khi dùng thuốc liều cao, 15 gram một ngày đối với người lớn hoặc dùng thuốc đúng liều nhưng kéo dài hơn một tuần. Thuốc có nguy cơ gây độc gan cao với người nghiện rượu. Lưu dùng thuốc paracetamol trong điều trị sốt xuất huyết là 15mg trên 1kg thể trọng và hai liều cách nhau từ 4 đến 6 giờ, không dùng quá 3 cữ thuốc trên một ngày. 4. Bổ sung nước và điện giải. Các trường hợp bị sốt xuất huyết thể nhẹ, độ 1 và độ 2 nên được bù dịch bằng đường uống với nước lọc, nước trái cây hoặc dung dịch Orezon. Chỉ truyền trong trường hợp người bệnh nôn nhiều, không thể bù dịch bằng đường miệng. Việc truyền dịch nên thực hiện tại các cơ sở y tế do điều dưỡng thực hiện. Khi bệnh sốt xuất huyết nặng hơn, huyết tương thoát ra ngoài mạch nhiều, sốt cao mất nước, tim đập nhanh, huyết áp thấp có thể dẫn đến trị tim mạch, cần truyền dịch. Dung dịch truyền dịch thường được bác sĩ chỉ định là Ringer Lactate. 5. Chế độ dinh dưỡng phù hợp. Dinh dưỡng cho bệnh nhân sốt xuất huyết cần dựa trên nhu cầu của bệnh nhân theo 3 giai đoạn của bệnh. Chế độ ăn lỏng phù hợp với người bệnh giai đoạn đầu của sốt xuất huyết bị sốt cao. Chế độ ăn nhẹ phù hợp với người bệnh sốt xuất huyết khi cơn sốt giảm và khi người bệnh dần hồi phục. Chế độ ăn uống bình thường trong thời gian hồi phục. Một trong những yếu tố rủi ro của sốt xuất huyết là làm giảm tiểu cầu của bệnh nhân đến mức có thể gây tử vong. Cơ thể người bệnh cần được cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất, protein và các chất béo cần thiết cho sức khỏe tủy xương để sản xuất tiểu cầu. Cơ thể người bệnh sốt xuất huyết cần một chế độ dinh dưỡng đầy đủ chất, ưu tiên các thực phẩm giúp tăng tiểu cầu. Chế độ ăn giàu calo, giàu đạm, ít béo, giàu khoáng chất, vitamin và chất chống oxy hóa. Uống nhiều nước, nước ép trái cây, nước lọc, súp rau củ, nước dừa để phục hồi nhanh chóng. Lưu ý khi tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà. 1. Chỉ dùng kháng sinh khi có chỉ định của bác sĩ. Thuốc kháng sinh không thể tiêu diệt được virus sốt xuất huyết, chỉ dùng thuốc kháng sinh trong trường hợp bị bội nhiễm hoặc có chỉ định của bác sĩ điều trị. 2. Không được tự ý truyền dịch. Người bệnh sốt xuất huyết không tự ý truyền dịch tại nhà. Khi bị sốt xuất huyết, cơ thể trở nên rất nhạy cảm và dễ bị sốc khi truyền dịch. Nếu truyền thừa dịch, có thể dẫn đến mất cân bằng muối nước, gây ứ nước trong các mô, tổ chức, tăng nguy cơ tràn dịch màng phổi. Mặt khác, trong dung dịch Ringer Lactate có chứa kali, nếu thừa kali có thể ảnh hưởng xấu đến tim mạch. 3. Không tắm gội bằng nước lạnh. Bệnh nhân sốt xuất huyết có thể tắm nhanh hoặc lau người trong phòng kín, tránh gió lùa. Chú ý không tắm hoặc ngâm người trong nước quá lâu, nên tắm với nước có độ ấm vừa phải và tuyệt đối không tắm với nước lạnh. Nếu gội đầu nên sấy khô, đặc biệt là những bệnh nhân nữ tóc dài và dày, nếu để tóc ẩm quá lâu có thể khiến cơ thể bị lạnh. 4. Dinh dưỡng. Trong thời gian hồi phục, bệnh nhân nên tránh một số loại thực phẩm vì có thể ảnh hưởng đến sự hồi phục của cơ thể. Đầu tiên, người bệnh nên tránh các loại thức ăn có nhiều dầu mỡ, đặc biệt là các chất béo bão hòa như mỡ động vật, trừ mỡ cá, dầu cọ, dầu dừa, chất béo chuyển hóa trong các loại thực phẩm chế biến sẵn, bơ thực vật, kem béo thực vật. Đây là những loại thức ăn tăng thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa, trong khi người bệnh sốt xuất huyết cần được nghỉ ngơi, hạn chế tiêu hao năng lượng. Các loại thực phẩm này tạo ra nhiều các gốc tự do gây stress, oxy hóa, tăng nặng tình trạng viêm hệ thống, các thành phần của hệ miễn dịch cần nhiều thời gian hồi phục. Không nên ăn các loại thịt đỏ vì thịt đỏ có thể gây viêm cao và chứa nhiều sắt, thúc đẩy virus sinh sôi và phát triển nhanh hơn. Các loại thịt trắng cũng chỉ nên ăn số lượng vừa đủ vì đạm cao sẽ làm thận quá tải trong giai đoạn này. Sau khi bệnh nhân khỏe lại, có thể ăn thịt đỏ với số lượng vừa phải và tăng dần để nhanh hồi phục sức khỏe. Không ăn các thức ăn có vị cay như tiêu, ớt vì có thể gây kích ứng dạ dày, dẫn đến xuất huyết dạ dày nếu người bệnh có sẵn bệnh nền viêm dạ dày. Xuất huyết dạ dày khiến tình trạng mất máu trầm trọng hơn, dẫn đến sốc sốt xuất huyết. 5. Không để muỗi tiếp xúc với da. Hiện sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng ngừa tại Việt Nam, nên cách phòng bệnh tốt nhất là không để muỗi đốt. Cần vệ sinh môi trường sạch sẽ, xóa bỏ các ổ nước đọng trong nhà, xung quanh nơi ở, diệt loang quang, phun thuốc diệt muỗi và tránh muỗi vằn đốt bằng cách nằm màn, mặc quần áo tay dài và các biện pháp xua muỗi khác. Quý cô bác thân mến, sau khi theo dõi video ngày hôm nay, chắc chắn cô bác đã biết tên 5 loại táo Trung Quốc có thể gây hại cho cơ thể để tránh mua phải. Không chỉ vậy, cô bác còn được hướng dẫn về cách tự điều trị khi bị sốt xuất huyết ở mức độ nhẹ tại nhà. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với cô bác. Hẹn gặp lại quý cô bác trong những chương trình tiếp theo.